các bạn đến với Tarot Bánh Quy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình có một kênh Tarot thứ hai nữa, đó là khu vườn nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về self-love phát triển làm chủ yếu về tình cảm. Còn đối với Tarot Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về self-love phát triển bản thân giữa đón tuần, giữa đón tháng. Thì hôm nay thì sẽ là dự đoán tuần từ 15 tới 22 tháng 4. Thì đây mình có tụ 1, tụ 2, tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích ha. Mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn trong tổ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn ha. Thì lá bài đại diện cho năng lượng tổng quan trong tuần của các bạn ha. Đầu tiên thì các bạn có lá The Return. Thì đối với mình, cái năng lượng của lá The Return á, thì thường cái hôm nay á, thì cái thứ mà mình nhìn vô á, là mình thấy cái đôi tay là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình nhìn vô cái này, mình cảm thấy thứ nhất đó là ở cái đôi tay ấy, thì mình cảm thấy có thể là các bạn đang trân trọng thời gian, hoặc là các bạn đang trân trọng những cái gì mà các bạn đang và đã có. Thì mình nghĩ có thể là những cái gì mà tại vì lá The Return, cái mục đích của nó là để học lại những cái bài học cũ đứng từ góc nhìn của người thứ ba, người ngoài cuộc. Thì mình cảm thấy có thể cái đôi tay này nó thể hiện giống như là bạn đang cố gắng sửa lại những cái lỗi nào đó, hoặc là bạn đang cố gắng fix, kiểu giống như là bạn chữa lại, bạn tìm cách thay đổi, bạn tìm cách thay thế. Hoặc là trong tuần lễ này có thể một số cái ký ức, một số cái kỷ niệm, một số cái vấn đề cũ nó có thể trồi lên, nhưng mà mình cảm thấy bạn sẽ có một cái sự thay đổi nhất định nào đó trong cách hành xử, trong cách nhìn, trong một cái gọi là tư duy, hay là trong một cái nhận định nào đó. Bạn sẽ có một cái sự thay đổi và nó làm cho bạn cảm thấy giống như là bản thân mình đã thật sự có những cái bước tiến so với mình trong một cái quá khứ nào đó. Năng lượng của bạn trong tuần này mình cũng cảm thấy khá là nó bình lặng á, nó khá là tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Mình cũng cảm thấy không có gì nó quá vội vàng, và mình cảm thấy giống như bạn đón nhận mọi thứ đến với bạn một cách giống như là nó rất là hiển nhiên và tự nhiên ha. Thì để coi coi trong tuần này công việc của bạn như thế nào ha. Bạn có lá Queen, nữ hoàng tiền. Bạn có Good Kitty là lá số 20, là The Judgment, và bạn có lá Moon 18 là mặt trăng, The Moon. Đối với mình á, thì ba lá này đều là ba lá ẩn, không, hai lá ẩn chính ha. Lúc đầu cứ nhìn lá này cứ tưởng The Empress, hai lá ẩn chính và một lá hoàng gia. Công việc trong tuần này của các bạn mình thì mình cảm thấy đó là các bạn giống như là có một cái sự chuẩn bị và một cái sự mình cảm thấy giống như là bạn không có quá quá gọi là để tâm hoặc là bận tâm tới cái năng lượng bên ngoài, mà thay vào đó bạn biết là trong tuần này tôi làm những cái gì, tôi cần thực hiện cái gì và cái đích đến của tôi là ở đâu. Mình cảm thấy bạn rón rén đi tới cái đích đến đó, và bạn không có kiểu giống như, thật ra từ rón rén cũng không đúng, mà kiểu giống như là bạn đi một cách dõng dạc, nhưng mà kiểu giống như là bạn biết là ở công việc của tôi, ví dụ như là cần phép có 3 bước làm thì bạn cứ đi từng bước, mình không có cảm thấy một cái sự vội vàng hấp tấp, một cái sự gọi là chưa chuẩn bị. Nữ hoàng tiền là một cái lá luôn luôn đại diện cho sự gọi là chắc ăn. Thành ra mình nghĩ có thể công việc trong tuần này bạn sẽ xử trí nó một cách rất là gọn gẽ. Chưa kể nữa là bạn có Judgment và bạn có The Moon. Mình cảm thấy giống như đó là bạn đi với một cái tâm thế đó là tôi đã học được một cái bài học, và ở cái lần này tôi sẽ đi, nhưng mà tôi sẽ vẫn vẫn giữ trong đầu mình một cái tư duy là tôi vẫn còn có thể học nữa, tôi vẫn còn có thể có những cái sai lầm nhất định, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hạn chế nhất những cái gì gọi là có thể xảy ra hoặc là xảy đến. Tức nghĩa là trong tuần này có thể có một vài cái công việc, một vài cái đầu việc nó hơi
nó không gọi là ngoài tầm kiểm soát, nhưng mà kiểu giống như là nó mới với bạn, hoặc là có những cái gì đó bạn cảm thấy giống như là không chắc ăn. Giống như bạn là cái người làm việc cái gì nó cũng có đầu có đuôi có trước có sau, nhưng mà cái lần này công việc của bạn có thể là vì một cái lý do ngẫu nhiên nào đó thôi, nó không có đi theo một cái trật tự, nó không có đi theo một cái logic nào đó hết. Thành ra bạn buộc phải làm cái công việc trong một cái tâm thế đó, là tâm thế giống như là mình không có kiểm soát được hết. Tuy nhiên bạn vẫn lường trước, bạn vẫn chuẩn bị trước, và mình cảm thấy giống như nếu mà bạn nào phải làm việc với một cái người nữ, hoặc là có một cái sự gì đó mà liên quan tới kiểu giống như đó là đụng tới chuyện những cái người mà tỉ mỉ hay là hơi kiểu giống như là sâu xét á, thì có thể bạn sẽ tương đối dè chừng, hoặc là bạn sẽ cảm thấy giống như là mình sẽ không có để cho người ta tác động tới công việc của bạn. Giống như nếu công việc của bạn bị ảnh hưởng bởi một người nữ thì mình cảm thấy bạn sẽ tương đối kiểu giống như là kiểu giống như là bạn bạn không né nó, nhưng mà bạn cũng không làm hết nó. Nếu mà kiểu giống như có ai đó nhờ, có ai đó muốn gọi là xin ý kiến của bạn, thì mình cảm thấy giống như bạn cũng đánh bài lơ, hoặc là bạn sẽ hơi thảo mang một chút xíu để bạn né cái tình huống khó xử này ha. Rồi những cái bạn nào đi xin việc, phỏng vấn, tìm việc á, thì bà này lên đi phỏng vấn á, thì mình nghĩ là bạn sẽ gặp một cái người khó khó tính ha. Người này thì khá là có kinh nghiệm trong cái gọi là nghề của họ rồi. Thành ra những bạn có gì thì bạn show ra đó, bạn dở cái gì thì bạn che bớt lại, đừng có show ra, đừng có thể hiện ra. Cái người này thì họ đánh giá là điểm tốt của bạn, và họ 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 cũng không có muốn nhìn điểm xấu, thành ra càng che được điểm xấu bao nhiêu thì càng tốt, nhưng tuyệt đối không nói dối và không có được gọi là tỏ ra là bạn gọi là sợ hãi trước cái người này ha. Người này cái mặt hơi nghiêm thôi, nhưng mà cái tính làm việc thì rất là rõ ràng. Thành ra bạn phỏng vấn thì mình cảm thấy kết quả thì ok, nhưng mà người này đánh giá bạn hơi non trong cái vị trí mà bạn apply, hoặc là bạn hơi thiếu kinh nghiệm một chút, thì mình cảm giác bạn sẽ vào danh sách cân nhắc thôi. Còn đậu hay không thì mình nói thiệt là mình chưa thấy kết quả ha, hoặc là mình cũng cảm thấy nó hơi phiêu quá nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua ba lá, đó là các mối quan hệ xung quanh của các bạn độc thân trước ha. Các bạn có 10 tiền, các bạn có The Tower, và các bạn có lá Ace of Cups ha. Đối với những bạn đã gọi là độc thân thì các mối quan hệ xung quanh của các bạn thì mình cảm thấy là trong tuần lễ này có thể giống như là các bạn sẽ tương đối giữ bản thân mình gọi là khỏi những cái râu ria, những cái mối quan hệ toxic, hoặc là những cái mối quan hệ mà thật sự không có mang lại một cái giá trị, hoặc là mang lại một cái hiệu quả gì đó cho bạn ha. Mình cảm thấy ở đây giống như là bạn không có muốn phí thời gian, không có muốn kiểu giống như là bị sao nhãng, hoặc là bị làm phiền, hoặc là bị quấy rối bởi những cái người mà bạn không thích, hoặc là không có thiện cảm ha. Mình cảm thấy trong tuần lễ này bạn chỉ muốn dành thời gian cho những cái người quan trọng, hoặc là bạn sẽ có tốn tốn một chút thời gian cho một cho gia đình hoặc là cho người thân, nhưng mà mình cảm thấy giống như là nó hơi lặt vặt linh tinh một chút xíu, nhưng mà mình cảm thấy là bạn sẽ có cách xử trí. Còn đối với những cái năng lượng mà toxic như mình nói thì bạn sẽ chọn cách thứ nhất đó là giữ khoảng cách, thứ hai nữa là bạn sẽ tương đối rạch ròi về mặt quan điểm và thái độ. Mình cảm giác giống như là người ta cũng không có dám lấn tới, và bạn cũng không có gọi là cọc cằn hoặc là trở nên thô lỗ ha. Mình cảm giác giống như là bạn giữ một cái vị trí tương đối trung gian và thể hiện rõ cái quan điểm bản thân của bạn là vì sao bạn không thích kết nối trong tuần lễ này, hoặc là hạn chế kết nối trong tuần lễ này. Một góc thì mình cảm thấy giống như là có thể là một số bạn trong tuần lễ này sẽ có một cái lời đề nghị, hoặc là một cái lời mời, hoặc là một cái sự kiểu giống như là hơi thảo mai đến từ ai đó, nhưng mà theo kiểu là có thiện chí ha, và cũng không có ý định làm gọi là kiểu giống như người ta kết nối với bạn theo kiểu là được thì tốt, không được thì thôi, cũng không có quá câu nệ lắm về cái việc gọi là kết nối để làm gì hoặc là được cái gì ở phía sau đó. Mình cảm giác giống như chỉ đơn giản là một lời mời đi uống nước, hoặc là một cái lời mời bánh trái, hoặc là một cái sự thảo ăn nào đó thôi, chứ không có quá nặng hoặc là câu nệ về cái chuyện gọi là kết nối này để giống như là lấy lòng hay mua chuộc hay là cái gì đó ha. Về chuyện tình cảm cá nhân của các bạn chọn tụ số 1 thì cá nhân á, thì mình cảm thấy nếu mà thật sự bản thân bạn ở trong cái thời điểm hiện tại mà các bạn muốn yêu một ai đó, thì mình cảm thấy thật sự là các bạn cũng đang hơi chơi vơi một chút xíu. Cái năng lượng The Tower và một cốc theo kiểu giống như đó là đôi khi tình yêu đó là cái gì đó không phải của này thì là của khác, tức nghĩa là không cái này thì là cái khác á. Mình cảm thấy giống như bạn khá là kiểu giữ cái trạng thái là trung lập, kiểu giống như nếu có ai đó thích bạn hoặc là để ý bạn thì bạn cũng không vui hơn, bạn cũng không buồn hơn, hoặc là nếu bạn có thất tình đi thì bạn cũng chả có
mảy may cho lắm, mình cảm giác nó hơi trơ về mặt cảm xúc một chút xíu. Nhưng mà bù lại thì bạn có một góc thì mình cảm thấy là đứng trước những cái tình huống mà kiểu giống như là có người đi hoặc là có người đến hoặc là có cơ hội đến hoặc là có cơ hội gì đó ở đây, thì mình cảm thấy giống như là bạn giữ một cái đầu tương đối tỉnh hơn những lần trước, và bạn xem đó là một cái cơ hội, một cái cơ duyên thôi. Còn kiểu giống như là kết nối này, dù bạn thích người ta hay là người ta để ý bạn á, thì mình cũng cảm thấy bạn khá là kiểu giống như là không có kiểu giống như là phấn khởi lắm, nhưng mà cũng không có kiểu giống như là hời hợt lắm á. Mình cảm thấy giống như là bạn đón nhận nó một cách tươi vui thôi, không có quá gọi là kiểu giống như là nhảy tôm tướp ha. Thì để mình coi coi là các bạn gọi là có đôi có cặp thì trong tuần lễ này sẽ như thế nào ha. Các bạn có Temperance, các bạn có Three of Wands. Các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn trong tuần lễ này thì mình thấy khá là bận ha. Mình thấy có người tìm tới này, mình thấy có người tìm tới, có người nhờ vả nha, có người tìm tới, có người nhờ vả, có người đưa ra những cái lời đề xuất, đề nghị gì đó. Mình không biết là bạn có muốn hợp tác, có muốn làm chung hay không, nhưng mà có thể là bạn sẽ cân nhắc nhận một cái dự án hoặc là một cái kế hoạch hoặc là một cái lời đề nghị nào đó ở đây, hoặc đơn giản là một cái sự thương thảo, thảo luận gì đó ở đây ha. Nếu mà bạn nào làm việc theo team thì có thể là trong thời gian tới cái team làm việc của bạn có một chút thay đổi thôi. Nhưng mà liên quan tới sự phân bố trong team thôi, chứ cũng không có ảnh hưởng gì đến nội bộ team. Nếu mà bạn nào mà đang kết nối với một người nữ hoặc là đang làm việc với một cái người nam tính hiền, tính nhu nhu á, thì có thể là trong thời gian tới thì có thể người này sẽ hơi bận hoặc là họ sẽ không có kết nối được với bạn nhiều. Một số bạn thì mình thấy là có tin tức từ phía xa, từ xa, nhưng mà cảm giác là cái tin tức này thì có thể là bạn hơi bận tâm hoặc là có công có chuyện một chút, nhưng mà bạn sẽ giải quyết được, bạn cũng sẽ có cách để xử trí nó ha, bạn cũng không có bị động trong cái tình huống này. Nếu mà bạn nào đang có chờ đợi tin tức từ một người nam, hoặc là các bạn đang kiểu giống như là muốn tiếp cận một cái người nam nào đó theo kiểu là công việc ha, hoặc là nhờ vả, hoặc là kiểu giống như là tìm đến đến để liên hệ, để xin ý kiến, quan điểm, thì có thể người này họ sẽ cũng không có chỉ hoặc là giải đáp hết được cho bạn, mà họ cũng chỉ gợi ý hoặc là khơi mào một số vấn đề thôi, họ không 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 giải trí giải giải quyết hết được giùm bạn về chuyện tình cảm giữa bạn với người yêu ha. Thì mình thấy là giữa hai bạn thì vẫn tương đối ổn, theo kiểu là cả hai người đều có những cái khoảng thời gian dành cho nhau cũng như là đầu tư tình cảm vào nhau, mặc dù hai bên khá là bận hoặc là một trong hai bên khá là bận, nhưng mà vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hoặc là chủ động hơn trong cái câu chuyện tình cảm. Tuy nhiên mình cảm thấy cái mối quan hệ này thì nó còn hơi bị nông, kiểu giống như là hai bạn cũng chưa có thật sự hiểu nhau ở cái level sâu hơn, kiểu giống như là hai bạn vẫn còn đang trong thời gian tìm hiểu, theo kiểu giống như là đào bới những cái câu chuyện, đào bới những cái cảm xúc của nhau để hiểu nhau hơn, để thấy những cái góc khác nhau và tìm một cái cơ hội nào đó để kiểu giống như là nắm bắt cái câu chuyện của đối phương ha. Bây giờ mình sẽ qua tới phần thời vận và sức khỏe ha. Thì các bạn có lá bốn kiếm ha, bốn cốc và kỵ sĩ tiền. Cái này thì mình thấy có nằm mơ trước nha. Thời vận của mấy bạn thì thật ra không có xấu, nhưng mà mình cảm thấy có thể là một số bạn hơi bị lo lắng hoặc là bị lo âu ha, hoặc là cơ thể của các bạn nó hơi bị nhiễm lạnh, hoặc là bị kiểu giống như là nó muốn bệnh, hoặc là nó mệt mỏi, hoặc là nó rất là kiểu uể oải, thấy bạn sẽ rất là thiếu năng lượng trong cái tuần lễ này. Như mình đề cập lúc đầu là một số bạn sẽ nằm mơ rất là nhiều, hoặc là có thể là nó là một cái điềm báo, một cái dự báo gì đó trong thời gian tới dành cho các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không không phải là một cái thứ tiêu cực đâu, mình nghĩ nó là một cái thứ tích cực. Chỉ là cái điềm báo này nó hơi kỳ thôi ha, nó hơi ngộ thôi. Về sức khỏe thì như mình nói là đó là có một cái sự thiếu thiếu về chất, ăn uống đồ cần phải được bồi dưỡng, đặc biệt là các bạn cần phải cân nhắc giữa cái việc là công việc mà các bạn làm, cái tâm tư các bạn bỏ vào, bạn đang bị suy nghĩ quá là nhiều, hoặc là các bạn đang bị kiểu giống như là cái làm việc trí óc hơi nhiều á, và cái thể xác của các bạn nó không có gọi là đáp ứng kịp với cái gọi là cái suy nghĩ cũng như là cái hoạt động á, mình cảm giác bạn bị tốn hao năng lượng hơi nhiều nha. Xin chào các bạn, chọn tuổi số 2 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn ha. Thì giải bài đại diện cho năng lượng trong tuần của các bạn ha. Các bạn có lá Libra. Thì năng lượng của lá Libra thì hôm nay thì mình nhìn, mình thứ nhất là mình cảm thấy là hai cái cánh và cái vòng cung ở phía sau.
Mình cảm giác trong tuần này á, có thể là các bạn sẽ phải làm đi làm lại một cái việc gì đó, hoặc là có khả năng á, là các bạn sẽ phải gọi là nhanh trí xử lý một cái vấn đề, có thể nó xảy ra hơi đột ngột, hoặc là một cái tình huống bất khả kháng nào đó diễn ra mà buộc bạn phải giải 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 trình, giải quyết hoặc là tìm cách phương án nào đó để thực hiện. Một số bạn thì mình cảm thấy sẽ có việc gấp, việc gì đó diễn ra ha. Một số bạn thì mình cảm thấy là có chuyến đi. Năng lượng của các bạn trong tuần đó thì mình cảm thấy là hơi nhanh, mình cảm giác năng lượng nó bị nhanh ha, nó bị nóng, và mình cảm thấy có cái gì đó nó hơi kiểu giống như là có cái gì hơi bức xúc, hoặc là kiểu giống như là hơi muốn bung xõa, nhưng mà phải phải giữ cái nề cái nếp lại ha. Mình cảm thấy là kiểu giống như là muốn thét ra lửa nhưng mà giống như là tự phải nuốt vô trong bụng vậy đó. Thì để coi cái công việc của bạn trong tuần như thế nào ha. Bạn có Two of Earth, hai tiền. Bạn có The Priestess. Không, cái này The Priest là lá, The Hierophant. Và bạn có Five of Earth là 5 tiền ha. Đúng là công việc trong tuần có vấn đề nhá. Một số bạn là trong tuần này công việc của mấy bạn á, mình thấy là thứ nhất á, là nếu mà bạn nào đang phải làm những cái công việc mà các bạn không thích, hoặc là trong thời điểm này cái team làm việc hoặc là cái môi trường làm việc của các bạn thật sự không có tích cực, thì mình nghĩ là các bạn cố gắng qua khỏi cái tuần này hoặc là cái tháng này ha. Có thể là một số bạn đang đang bị việc chồng việc, hoặc là các bạn đang khá là stress bởi vì deadline, hoặc là những cái công việc nó đòi hỏi cái tính chi tiết, nó đòi hỏi cái tính số liệu hoặc xử lý thông tin quá nhiều. Mình cảm thấy các bạn đang bị quá tải và các bạn không có kiểm soát được cái đầu việc, cũng như là không có kiểm soát được cái guồng quay công việc ha. Mình cảm giác một số bạn dù đã cố gắng nhưng mà nó vẫn không có đạt hiệu quả. Một số bạn thì mình cảm thấy gặp áp lực từ cấp trên nha. Cấp trên của bạn đang để ý tới cái thái độ hoặc cách làm việc của bạn, có cái gì đó nó không có ưng cho lắm, hoặc là nếu mà bạn nào làm những công việc đòi hỏi về chuyên môn cao, đòi hỏi về kỹ năng cao, hoặc là đòi hỏi về những cái nghiệp vụ gì đó quan trọng, thì có thể bạn sẽ phát sinh sai lầm, làm sai làm sót làm trật những cái quy trình quy định hoặc là pháp luật, hoặc là những cái gì liên quan đến gọi là nguyên tắc gì đó, thì có thể bạn sẽ bị la hoặc là bạn sẽ bị nhắc nhở thôi ha, chắc nhắc nhở thôi, không tới độ la đâu. Một số bạn thì mình cảm thấy là có một cái sự gọi là kiểu giống như là có thể bạn sẽ bị giao hoặc là được giao một cái số cái công việc mà có thể nó không phải thực tế là công việc của bạn, nhưng mà tạm thời bây giờ bạn phải đảm nhận cái công việc đó bởi vì có một cái sự kiện gì đó, một cái chuyện gì đó xảy ra nó cũng hơi bất khả kháng cho cái người trong cuộc, thì bạn phải gánh luôn cái đầu công việc của cái người đó, và có thể trong thời gian ngắn nhất thời không thể tìm người thay thế hoặc là tìm người gánh công việc đó giùm, thành ra có thể bạn sẽ phải san sẻ với cái công việc với cái người này. Trong một số trường hợp thì nếu mà bạn nào đang có những cái vấn đề mà liên quan đến gọi là làm việc theo team, theo nhóm, hoặc là trong cái môi trường làm việc của bạn có thị phi, có kiểu giống như chia bè chia phái, thì mình cảm thấy là chỗ này các bạn sẽ không có tìm được đồng đội, hoặc là các bạn sẽ không có tìm được một cái phe mà yên ổn để làm việc lâu dài, hoặc là các bạn sẽ phải là đứng ngoài câu chuyện, đứng bên lề, không tham gia vào phe nào. Chứ mình cảm thấy là các bạn mà tham gia vào một cái phe nào đó thì đều đều có vấn đề hết. Và nhưng mà ở chỗ này mình cảm thấy giống như là cái cách làm việc nó hơi kiểu giống như là chuyên quyền á, kiểu giống như là thuận tính dễ tính, quý mến thì làm việc dễ, còn không hợp tính thì khó làm việc chung. Và những bạn nào đi phỏng vấn xin việc tìm việc á, thì cái buổi phỏng vấn thì mình nghĩ chắc rớt, thật sự là mình nghĩ là rớt. Thứ nhất là mình nghĩ năng lực của mấy bạn không không tới. Cái thứ hai nữa là bạn gặp cái người phỏng vấn nhầm cái bữa mà bản thân người này đã tìm được đối tượng rồi ha, mình cảm thấy họ đã tìm được đối ứng viên tiềm năng rồi, và bạn giống như nằm trong cái danh sách là để phỏng vấn thử coi sao còn người nào tốt hơn không thôi, chứ mình thấy là người ta đã tìm được người ưng rồi và người ta đã chốt rồi. Còn bạn thì mình cảm thấy giống như phỏng vấn thứ nhất đó là bạn cũng không có được như người ta mong đợi, thứ hai nữa là cái cách bạn thể hiện cái trình độ cũng như là cái năng lực của bạn cũng chưa tới, mình cảm giác bạn bị hụt á, bạn hơi với một chút xíu, thì có thể bạn sẽ phải tìm một cái công việc khác chứ không phải là công việc hiện tại ha. Tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp, ôi những bạn độc thân trước ha, các bạn có 7 gậy 9 cốc không, và các bạn có 7 cốc. Đối với các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn chọn tù số 2 á, thì ở thời điểm hiện tại các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn thì nó mình cảm thấy chủ yếu là hoa cỏ cho vui thôi, kiểu giống như là xã giao giao tiếp cho vui cho có, hoặc là một số bạn kiểu giống như đó là
xây dựng những cái kết nối ban đầu thôi, mình không có cảm giác là có chiều sâu trong đây. Trong tuần này có thể là có người muốn muốn tìm muốn gặp các bạn để liên lạc liên hệ hoặc là kiểu giống như là để gặp gỡ ha. Nhưng mà mình thì cảm thấy có thể là một số bạn không có muốn được gặp hoặc là muốn giao tiếp ha. Một số bạn khác thì mình cảm thấy là các bạn sẽ hơi đắn đo trong cái việc gọi là dành thời gian để làm việc cá nhân hay là dành thời gian cho các mối quan hệ bên ngoài. Mình cảm thấy trong tuần này có thể là một số bạn sẽ có những cái mình cảm thấy giống như là những cái công việc, những cái cuộc gặp gỡ, những cái cuộc gặp mang tính xã giao rất là nhiều. Có thể là một số bạn sẽ có những cái buổi nói chuyện mình nghĩ là có thể là tương đối lằng ngoằng với ai đó, mình nghĩ là nữ, về một số vấn đề liên quan đến quan hệ bạn bè nội bộ hoặc là quan hệ giữa những cái chuyện thị phi drama gì đó đang diễn ra trong cuộc đời bạn ha. Mình cảm thấy giống như bạn cần một cái chỗ để bạn xả năng lượng bạn ra. Rồi mình cảm thấy là có thể là có một cái người nam hoặc là một ai đó bạn 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 để tâm hoặc là bạn phiền lòng, nhưng mà mình cũng không biết là cái người này là ai ha. Nhưng mà mình cảm thấy kiểu giống như là bạn đang muốn xử trí cái quá khứ hoặc là cái câu chuyện này theo một cái cách gọi là giải quyết nó một lần cho xong cho rồi. Về chuyện tình cảm giữa bạn với các đối tượng về chuyện tình cảm tình yêu á, thì mình thấy là ở thời điểm hiện tại nếu bạn có đang thả thính quăng bã đồ cho những cái người xung quanh á, thì có thể là có người đớp rồi, cái thính cái bã này là có người đớp. Tuy nhiên thì mình cũng không biết là bạn có thật sự gọi là mặn mà hoặc là mặn nồng với cái thính cái bã này hay không. Có thể một số bạn thì mình cảm thấy là các bạn thả cho vui hoặc là kiểu giống như là muốn thử thôi, kiểu giống như là coi coi tình hình người ta như thế nào rồi bạn tính tiếp, chứ mình cũng không có cảm thấy là bạn quá là để tâm vào cái câu chuyện gọi là thả thính thả bả này. Một số bạn thì mình cảm thấy giống như là các bạn kiểu giống như là chờ đợi tin tức hoặc là chờ hồi âm từ một cái người nào đó. Nếu mà bạn đã có người á, thì bạn sẽ chờ, nhưng mà mình cảm thấy có thể là bạn sẽ chờ hơi lâu tại vì bản thân người này cũng không có quá nhiệt thành đối với mối quan hệ, nhưng mà mình cảm thấy giống như là nó cũng không có phải kiểu gọi là lơ đãng nhưng mà kiểu năm ăn năm thua mà. Còn những bạn nào mà không có đối tượng gì hết đó, thì mình cũng cảm thấy giống như là bạn trước mắt thì bạn cũng chỉ lo tập trung vào bản thân, thậm chí bạn cũng không có thời gian để bạn lo cho bản thân bạn nữa. Mình cảm thấy bạn đang bị mất năng lượng hoặc là hơi lạc lối một chút xíu ha. Tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp ha, bạn có năm gậy, bạn có string và bạn có hai cốc ha. Đối với những bạn có đôi có cặp á, thì các mối quan hệ xung quanh của các bạn á, thì có thể trong tuần lễ này gọi là chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không á, sẽ có một số vấn đề, có thể nói chung là nó cũng không có mấy thuận hòa, nó cũng không có mấy được trôi chảy cho lắm. Tuy nhiên bạn sẽ kiểu giống như là giải quyết nó hoặc là bạn cũng sẽ có cách gọi là xử trí nó một cách gọi là đơn giản thôi. Nói chung bạn sẽ có cách để xử trí nó, và mình cảm giác giống như là nhờ cái sự khéo léo hoặc là cái sự linh hoạt đó thì kiểu giống như là chuyện lớn nó cũng hóa hóa như hư không thôi. Mình cảm thấy giống như là nếu mà có một bên nào có chịu nhún nhường hoặc là chịu xuống trước thì có thể làm cái câu chuyện này nó sẽ được giải quyết nhanh hơn. Một số bạn thì mình cảm thấy là có thể trong tuần này các bạn sẽ gặp một vài cái đối tượng mà hơi chướng mấy bạn một chút xíu, và có thể giống như là mặc dù bạn không thích hoặc là mặc dù bạn kiểu giống như là không có mấy thiện cảm hoặc là kiểu giống như chỉ chơi xã giao thôi, nhưng mà có thể giống như là người ta vẫn cứ xã giao hoặc là người ta vẫn cứ hơi kiểu thảo mai với bạn, thành ra bạn cũng phải thảo mai lại. Trong một số trường hợp thì nếu mà bạn nào đang gọi là định nhờ vả hoặc là định định kết nối với ai đó thì mình thấy người này cũng hơi nghi ngờ về cái việc kết nối với bạn một chút xíu, hoặc là kiểu giống như là họ cũng không có mấy sẵn sàng để kết nối với bạn. Mình cảm thấy họ sẽ cân nhắc về cái kết nối này. Kết nối đây tức nghĩa là bạn giống như bạn nhờ vả người ta hoặc là bạn muốn tìm tới người ta để có tham khảo thảo luận ý kiến gì đó hoặc là có công có chuyện gì đó, thì có thể như người này cũng đọc được cái suy nghĩ, đọc được cái ý định của bạn, thì có thể họ cũng sẽ hơi cân nhắc về cái việc là mình có nên giúp cái người này hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ cũng không mấy tin tưởng bạn. Nói chung là có cái gì đó là không mấy tin tưởng giữa cả đôi bên, thành ra mình cảm thấy cả hai người đều khá là thận trọng và dè chừng nhau trong cái kết nối này, đặc biệt là nếu bạn kết nối với một người nam ha. Còn nếu mà bạn kết nối với người nữ thì mình cảm giác người nữ này không mình không nghĩ là họ họ kiểu giống như là thích thì không thích nhưng ghét thì cũng không ghét á, nhưng mà kiểu giống như là họ sẽ tương đối giữ khoảng cách với bạn, và người này sẽ kiểu giống như là nếu giúp được thì giúp, không giúp được thì cũng sẽ nói thẳng luôn. Tại vì mình thấy có cái gì đó liên quan tới chuyện là họ không có muốn bị rước họa hoặc là rước phiền toái vào bản thân họ.
về chuyện tình cảm giữa bạn với đối phương á, thì mình cảm thấy giống như đó là giữa hai bạn á, thì mình thấy có thể có một số bất hòa nhỏ thôi liên quan đến chuyện người ngoài, hoặc là có thể là hai bạn sẽ ngồi nói chuyện với nhau về những cái câu chuyện thị phi bên ngoài, và có thể hai bạn sẽ có cái góc nhìn khác nhau một chút xíu về những cái đối tượng xung quanh, hoặc là cũng như là có thể có một cái nhìn gì đó tương đối kiểu giống như là những cái chuyện vặt vãnh nó làm cho hai bạn cảm thấy giống như là hơi rối một chút xíu cho cái nội bộ. Thành ra hai bạn kiểu giống như là sẽ cân nhắc về cái việc rồi là nên nói chuyện gì với nhau, hoặc là kiểu giống như là hai hai đứa có nên kiểu giống như phán xét người này hoặc là nói về người nọ hay không. Tại vì mình cảm giác cái việc mà giống như hai bạn thị phi về những cái mối quan hệ xung quanh, hoặc là hai bạn kể cho nhau nghe về những cái thị phi trong tuần, trong ngày gì đó, thì cái điều đó làm cho cả hai bên hiểu hiểu về đối phương nhiều hơn, cả cái tốt lẫn cái xấu. Và mặc dù là hai bạn vẫn kết nối với nhau, nhưng mà mình cảm thấy giống như là hai bạn có một cái nhìn khác nhau hơn, khác một chút về đối phương ha, dựa trên những cái câu chuyện mà hai bạn tâm sự với nhau ha, về thời vận và sức khỏe của hai bạn ha. Các bạn có lá The Hierophant, các bạn có lá chính tiền không, và The Hanging Man. Đối với mình thì thời vận của mấy bạn á, thì tạm thời ở đâu thì nó giữ nguyên đó, nó cũng không có thay đổi tốt lên hay là xấu đi. Nói chung nếu mà bạn đang tốt thì nó vẫn tốt, mà bạn đang xấu thì nó vẫn xấu, mình cảm thấy không có sự thay đổi nhiều. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bài của các bạn, thì mình cảm thấy giống như là trong tuần lễ này có thể một số bạn sẽ có những cái trục trặc, những cái vướng mắc, hoặc là kiểu giống như là sẽ có những cái người không không có căng, không phải là không có căng mà kiểu giống như là không có, kiểu giống như không có công có chuyện gì cũng tìm tới bạn, hoặc là những người có công có chuyện sẽ tìm tới bạn. Nói chung là kiểu gì kiểu cũng sẽ có người tìm tới để kiểu giống như không phải gây hấn, nhưng mà kiểu giống như tự nhiên tìm tới mình để giống như tạo ra công chuyện cho mình làm vậy đó. Mặc dù là bạn cũng không có mấy mặn mà lắm, nhưng mà kiểu giống như né thì cũng không được, mà từ chối thì cũng không xong á. Rồi thời vận của bạn thì có thể trong tuần lễ này bạn sẽ có lộc ăn nha, mình thấy lộc ăn hoặc là lộc hoa quả gì đó ở đây, hoặc là có thể là một số bạn thì sẽ có một cái may mắn nhỏ liên quan tới tiền bạc hoặc là vật chất. Về sức khỏe của mấy bạn á, thì mình cảm thấy là mình cảm thấy các bạn tương đối ổn, nhưng mà bạn nào mà có vấn đề về nhọt nè, về mụn nè, mụn bọc này nha, mụn mủ, hoặc là một số vấn đề liên quan đến da ở vùng cánh tay, cẳng tay, lưng, hoặc là vùng mỡ, hoặc là một số cái gì đó liên quan đến đồ dầu mỡ, hoặc là những cái thực phẩm chức năng, thì các bạn để ý thêm giùm mình có cái gì đó có vấn đề ở đây. Nhưng mà mình nghĩ là không sao. Một số bạn thì mình thấy là trong tuần lễ này sẽ tiêu tiền hoang vì một cái chuyện gì đó không đáng ha. Xin chào các bạn, chọn tổ số 3. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn ha. Thì lá bài đại diện cho năng lượng tuần của các bạn ha, The Wave. Khi mà mình nhìn vô cái lá bài này thì mình thấy mấy cái chấm đen. Mấy cái chấm đen đây nè, và cái cuộn sóng ha. Có thể là trong tuần lễ này có một cái gì đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái mood của mấy bạn một chút xíu ha. Có thể là cái mood hoặc là cái năng lượng, cái dòng năng lượng của mấy bạn có thể nó cũng không có đều. Có thể là trong tuần đầu tuần hoặc là giữa tuần năng lượng các bạn sẽ cao và cuối tuần năng lượng các bạn sẽ bị thấp. Mình nhìn vô thì mình cảm thấy giống như nước chảy từ trên trên thác chảy xuống ha. Có thể là một số bạn sẽ có một cái số việc nào đó vội gấp gì đó cần phải làm trong 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 đầu tuần, hoặc là có thể là có việc làm cần phải giải quyết trong tháng. Một số bạn thì mình thấy là có thể là có phát sinh một cái số vấn đề bên lề, nhưng mà mình không có cảm thấy là nó sẽ quá nặng về mặt chuyên môn hoặc là công việc gấp theo kiểu giống như là việc tới chân mới nhảy ha. Mình cảm thấy giống như là nó là công việc dài hạn, nhưng mà kiểu giống như phải làm từ từ ha. Mình cảm thấy là không có gọi là thong thả được, không phải không có bận nhưng mà cũng không có thể thong thả được. Ha, thì bây giờ mình sẽ qua tới phần công việc của bạn ha. Các bạn có The Tower ha. Các bạn có Ten of Fire, đúng là có công có chuyện thiệt nha. Và các bạn có The Empress ha. Đối với những bạn chọn tụ số 3 thì công việc trong tuần lễ này là có công chuyện tới công chuyện luôn nha. Mình thấy có một số vấn đề gì đó liên quan đến lục đục nội bộ hoặc là đoàn kết nội bộ ha. Thế nào cũng có công có chuyện ha. Có cái gì đó liên quan tới chuyện đó là có thể là các bạn làm việc chung với nhau không hợp, có thể là có chiến tranh liên phòng ban, hoặc là có những cái sự cố bất ngờ diễn ra khiến cho cả team làm việc phải thay đổi cái kế hoạch hoặc là vào phút chót. Một số bạn thì có thể gặp những cái chuyện không mấy thuận lợi về gọi là
công việc trong tuần chẳng hạn, giống như làm nó bị sai, nó bị sót, bị thất lạc, thiếu mất hồ sơ, hoặc là lỗi của người này mà mình phải cán đáng cho người kia, hoặc là kiểu giống như là làm kiểu giống như là dù có làm cố gắng cũng làm không kịp, hoặc làm không xong, hoặc là tự nhiên bị trăm dâu đổ đồ tằm, hoặc là giận cá chém thớt á. Trong một số trường hợp thì có thể là kiểu nếu mà bạn nào làm trong công ty mà nó càng có phe phái, càng có kiểu giống như bè lũ á, thì cái môi trường làm việc của các bạn nó sẽ rất là nhiêu khê trong cái tuần lễ này. Có một cái sự thay đổi nào đó sắp tới, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới một vài đối tượng, mình không biết có bạn nằm trong đó hay không, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái tinh thần làm việc của nhóm, hoặc là cái tinh thần làm việc của công ty, hoặc là có thể có một sự thay đổi lớn về mặt nhân sự cũng như là quy cách thực hiện hoặc là cách thức vận động vận hành gì đó trong công ty. Và điều này nó làm kiểu giống như là tinh thần làm việc của mọi người bị sa sút, hoặc là mất đoàn kết nội bộ, hoặc là cái team làm việc sẽ có những cái sự đồn đoán hoặc là những cái sự đồn thổi gì đó liên quan tới nhân vật A, nhân vật B. Nếu mà bạn nào làm ở công ty mà có sự thay đổi về sếp hoặc là cấp trên hoặc là người quản lý trực tiếp á, thì có thể là sẽ có một cái sự thay đổi nha, hoặc là điều chuyển gì đó ở đây. Đối với những bạn đi phỏng vấn á, thì mình thì đọc cái năng lượng mình thấy hơi kỳ nha, nhưng mà nếu mà bạn nào đi phỏng vấn thì coi chừng bị lừa ha, coi chừng bị lừa, hoặc là phỏng vấn ở những chỗ lừa đảo hoặc là đăng lên cho có nha. Thì đó là một số cái nhỏ. Còn nếu mà bạn nào đi phỏng vấn ở nơi đàng hoàng chính chuyên á, thì mình nói trước ở chỗ này đăng cái tin để lè thiên hạ là chính ha, chứ tuyển thì giỏi lắm, giống như là đăng tin tuyển 100 người nhưng mà tuyển với lắm 1 người 2 người là hết lóc nha. Mình cảm thấy cái thông tin nó hơi bị sai sự thật, hoặc là kiểu giống như đó là kiểu mình không muốn gọi là có người quen người thân được gửi vô, nhưng mà kiểu giống như ví dụ tuyển 10 người thì hết 9 người hoặc 7 người là người quen người thân gửi vô, số còn lại là mới đi phỏng vấn trực tiếp nha. Nói chung bài lên không có tốt về tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi ở những bạn độc thân trước ha. Các bạn có 9 gậy The Chariot và 10 kiếm. Tụ này hình như bị cái gì rồi, bài lên xấu quá. Các mối quan hệ xung quanh đó nha, bài tên bài lên đầu tiên chính gậy trong bộ bài này là bị chó cắn nha, sói cắn ha. Thì mình thấy ở đây là có chuyện là bị thọc ghẹ bánh xe này nha, bị người ta chơi xấu, bị người ta nói xấu, bị người ta đặt điều, bị người ta thị phi. Một số người thì có thể giống như là nếu mà bạn nào làm việc mà chung với một người, mình thì cảm giác là nam nhưng mà cái năng lượng là tính nữ, thành ra mình cũng không biết là nó năng lượng bị chéo hàng sao đó, nam tính nữ hoặc là nữ tính nam nha. Thì cẩn thận với cái nhân vật này, nhân vật này là một cái người hơi thâm hiểm ha. Mình thì ít khi nào nói về những cái chuyện không có tích cực, nhưng mà nói chung cái lần này thì mình cảm thấy cái năng lượng nó không có được tốt cho lắm, thành ra mọi người nên để ý đến cái việc, nói chung cái việc gì trong đời này cũng cũng là không có lửa cũng gọi là cũng không có khói ha. Thành ra mình cảm thấy giống như nếu mà mình có làm gì sai thì bài này lên thì nên cẩn thận. Nói chung còn nếu mà bạn có đã lỡ gây hiềm khích với ai đó thì nói chung là cứ cố gắng bình tâm, hoặc là kiểu như đừng có chuyện bé xé ra to, đừng có cái tôi cao quá, nên kiểu giống như là làm kiểu gọi là mọi thứ gọi là dĩ hòa vi quý ha, lùi một bước trời trời yên biển rộng nha. Tại vì bài lên mình thấy ở đây giống như là không nên làm căng, cũng như là không có nên kiểu giống như là mặt nặng mày nhẹ gì đó với nhau. Một số bạn thì mình cảm thấy là các bạn có thể trong tuần này một số các bạn gọi là gặp trục trặc gì đó trong team làm việc, hoặc là có thể là có người họ không có thích làm việc chung với ai đó ở đây, thành ra nó dẫn tới cái việc đó là mỗi người một ý, mỗi người một nẻo, mỗi người muốn làm một cách, và mình cảm giác cũng không ai tôn trọng ai, cũng không ai muốn nghe lời ai ha. Có cái gì đó theo kiểu giống như đó là mạnh ai nấy làm, thân ai nấy lo. Trong tuần này mình cũng cảm thấy có thể giống như là một số bạn sẽ hơi bực mình và khó chịu, tâm tính của mấy bạn bản chất nó cũng đã bực mình và khó chịu hơn bình thường rồi, mọi chuyện ở bên ngoài nó cũng lu su bu, nó cũng bù khu, nó cũng tả lả tè le gì đó, nó khiến cho bạn cảm thấy hơi bị mệt trong tuần ha. Nói chung mình cảm giác cái năng lượng không có tốt. Rồi có thể là một số bạn sẽ phải bận bịu để đi giải quyết một số cái vấn đề hàm bà lằng của người ta, hoặc là kiểu giống như là nghe những cái lời phê bình chỉ trích, hoặc là những cái lời không mấy tích cực từ người xung quanh ha. Về tình cảm thì bài này lên thì nói chung là không có cái gì để mà nói hết trơn á. Nếu mà bạn đang thích người nào đó thì có thể là người ta đã có bồ, hoặc là người ta có mối quan hệ rồi mà bạn bị hoang tưởng, hoặc là bạn kiểu giống như là thích nhầm người, hoặc là kiểu giống như là yêu lộn đối tượng ha. Còn nếu mà bạn đang gọi là cái đó là kiểu như crush hoặc là thích ai đó thì có thể là thích nhầm người rồi. Còn nếu mà bạn độc thân thì thực sự bài này lên mình nghĩ là
tốt nhất thì lo cho cái thân trước rồi đã, còn yêu đương tính sau á. Mình cảm thấy là cái trái tim của bạn nó đầy vết thương và bạn cũng đang kiểu giống như hơi gồng mình để đối mặt với những cái vấn đề. Mình cảm giác bạn đang né tránh vấn đề và bạn đang đối mặt nó theo một cái cách không có tích cực lắm. Một số bạn thì mình cảm thấy có thể là các bạn tự chọn từ bỏ tình yêu, hoặc là các bạn chọn cách gọi là né tránh tình yêu, hoặc là không có muốn đá động gì đó đến tình yêu mà các bạn chỉ muốn tập trung vào công việc, giải quyết những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải ha. Mình cảm thấy cái năng lượng của các bạn nó hơi bị bí bách và các bạn cần phải kiểu giống như là đừng có gồng mình, đừng có co cứng, đừng có o ép nó quá. Đôi khi vùi mình vào công việc để quên đi chuyện tình cảm cũng không phải là cách giải quyết nha. Bây giờ mình sẽ qua tới cái phần gọi là tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp ha, bạn có judgment ha, bạn có kỵ sĩ tiền ha, và bạn có the emperor. Thì đối với những bạn có đôi có cặp á, thì các mối quan hệ xung quanh trong tuần lễ này của các bạn á, thì mình thấy là có nữ tìm tới. Có thể là người ta sẽ có ý định nhờ vả hoặc là tìm tìm đến bạn để có công có chuyện. Có thể là bạn sẽ có tin tức gì đó từ phương xa, từ những người ở đâu đó xa như họ hàng bà con xa, hoặc là từ từ nơi xa luôn tới ha. Một số bạn thì sẽ có những cái mình nghĩ là có thể là bạn sẽ có lộc ăn hoặc là có đồ từ ai đó gửi tới, hoặc là có tiền, hoặc là được nhận tiền, nhận quà, nhận nhận lộc gì đó, nói chung là từ ai đó, có thể là người nam. Một số bạn thì mình cảm thấy là có thể ăn may hoặc là ăn hên trong một cái chuyện gì đó mình cũng không biết. Rồi các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn á, thì mình cảm thấy là tương đối có thể là trong tuần này bạn sẽ hơi bận rộn để xử trí một vài cái vấn đề liên quan đến 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 người, theo kiểu giống như đó là người hết người này tìm tới người kia tìm, hết người nọ tìm tới người khác tìm. Mình cảm thấy giống như bạn bị quay như chong chóng ha. Một số bạn thì mình cảm giác cái lịch của bạn thì nó bị kín, hoặc là bạn sẽ không có nhét được hết cái lịch gặp gỡ các người cần thiết, đặc biệt là nam. Một số bạn thì mình cảm thấy là có thể bạn sẽ hoãn lại cái cuộc gặp gỡ với ai đó bởi vì phát sinh công việc đột xuất. Trong một số trường hợp thì có thể là bạn sẽ phải ưu tiên cho cái việc gọi là gặp ai đó và phải bỏ bớt việc gọi là sở thích cá nhân hoặc là niềm vui cá nhân để đi gặp người ta. Trong một số trường hợp thì mình cảm thấy là nếu mà bạn có làm việc với nữ mà nữ nhỏ hoặc là nữ trẻ tuổi thì có thể là bạn sẽ hơi kiểu gọi là xuống nước hoặc là kiểu hơi chiều chuộng người ta một chút ha. Về chuyện tình cảm của các bạn ha, thì mình thấy là giữa hai bạn ha, thì mình thấy là hai bạn thì mình cảm thấy có thể là hai bạn tương đối gọi là kẻ tung người hứng ha, tại vì mình thấy the judgment trong đây thì khá là tung hứng và ông the emperor ông vua đây thì cũng khá là kiểu giống như là vui tánh. Và mối quan hệ là kỵ sĩ tiền, có thể nó tiến chậm nhưng mà hai bạn tiến rất là chắc. Và cái mối quan hệ giữa hai bạn thì mình cũng cảm thấy giống như là hai bạn thấy là đang hai bạn có vẻ giống như cũng đang muốn bàn về những cái dự tính xa xôi hơn trong chuyện tình cảm, hoặc là hai bạn đang muốn dành nhiều thời gian hơn cho đối phương, hoặc là dành nhiều thời gian hơn cho chuyện cá nhân giữa hai người, và hai bạn đang muốn có một cái chuyến đi xa hoặc là một cái chuyến đi ngắn ngày liên quan đến du lịch, hoặc là kiểu như đi chơi một 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 ngày một buổi nào đó riêng, hoặc là dành thời gian không gian riêng cho cả hai, bởi vì có thể hai bạn không có quá nhiều không gian riêng tư, hoặc là cái mối quan hệ giữa bạn chịu sự chi phối và tác động nặng hoặc là nhiều từ phía gia đình ha. Thành ra hai bạn không có được cái sự tự do hoặc là cái sự vui chơi thoải mái như mà các bạn mong muốn ha. Có thể là các bạn cố gắng xây dựng cái mối quan hệ lên nhiều hơn ha. Về thời vận và sức khỏe ha, các bạn có lá một tiền ha. Một tiền sáu chín cốc luôn, vậy là có lộc ăn nha. Có lộc ăn, có lộc lá, bánh trái, hoa quả gì nè, có may mắn ha. Có may mắn theo kiểu như là vận may ha, thời vận may mắn ha, mọi thứ nó suôn sẻ, hoặc là có thể là bạn sẽ vô tình lụm được bí kíp hoặc là buồn ngủ mà gặp chiếu manh nha. Mình thấy có may mắn, có rất là nhiều may mắn đang đến với bạn. Một số bạn thì mình thấy có lộc lá theo kiểu giống như là đồ ăn thức uống rất là nhiều, hoặc là kiểu giống như là sẽ có tin tức gì đó về thời gian sắp tới, đặc biệt là những cái tin tức mà nếu mà bạn nào đang chờ chờ những cái tin tức liên quan đến giấy tờ nè, được cấp cấp giấy tờ, được thi cái gì đó đậu cái đó, hoặc là kiểu giống như là các bạn đang hoàn thành thủ tục hoặc là xử trí những cái vấn đề gì đó liên quan đến chuyện mà các bạn đã chờ đợi từ rất lâu, thì có thể là bạn sẽ nghe được những cái tin tức theo hướng tích cực. Nếu mà bạn nào đó đang có ý định mua hoặc là sở hữu một cái món đồ đắt tiền, hoặc là các bạn đang sắm sửa hoặc là thay đổi cái gì đó trong nhà, trong cửa, thì có thể là bạn cũng làm được và mua được một số thứ khá là hời. Thời vận của mấy bạn mình dùng từ là siêu sáng luôn á, mình cảm giác giống như là kiểu giống như là thiên thời địa lợi nhân hòa ha.
Còn về sức khỏe của mấy bạn thì mình thấy bị mập nha, hơi mập, mỡ, mập và mỡ ha. Một số bạn thì mình cảm thấy là cần để ý lại đến cái việc mà ăn uống của các bạn, có thể là hơi nhiều đường, hơi nhiều dầu mỡ, hơi nhiều cái thứ gọi là bột và đường. Các bạn cần để ý giùm mình ha, có thể là cơ thể của bạn đang thừa luôn rồi, thừa mỡ, thừa năng lượng, dư năng lượng, hoặc là có thể bạn đang bị béo bụng, béo những cái đùi ha, hoặc là có thể là một số bạn cần để ý đến lượng đường mà các bạn nạp vô nha, mình thấy hơi bị ngọt nha.